Chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất, tên lửa Nga tăng hình trước radar, mắt đối thủ chỉ nhìn thấy cảnh huy hoàng hủy diệt. Giới chuyên môn Nga cho hay, hàng phòng ngự đối phương chỉ có 20 giây để bắn hạ loại tên lửa siêu thanh mới của Nga. Trang tin chuyên về hàng không avio.pro dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay, tên lửa siêu thanh 3M22 Zikon do Nga sản xuất sẽ không bị phát hiện bởi hệ thống radar. Cụ thể hơn, theo avio pro tên lửa 3M22 Zircon được làm bằng vật liệu tổng hợp độc nhất vô nhị, bao gồm carbon và sợi carbon, khiến nó có trọng lượng nhẹ hơn và gần như trở nên tàng hình trước radar. Trang tin của Nga cho rằng, vật liệu tổng hợp của Zircon tương tự như KIMF được sử dụng trong tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm 3M37 Skiff được chế tạo tại nhà máy Chernobyl Umatex, KIMF là một vật liệu có trọng lượng nhẹ nhưng rất chắc chắn và có khả năng giữ nhiệt tốt. Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với trang avia.pro rằng một tên lửa Zircon bay với vận tốc 10.000 km/h sẽ có nhiệt độ cực kỳ cao khiến nó giống như một quả cầu lửa khổng lồ xẹt qua bầu trời do zircon đạt tốc độ cao như vậy, ma sát cực mạnh với không khí sẽ tạo ra một đám mây plasma bao quanh tên lửa. đám mây này có khả năng hấp thụ hầu hết các tín hiệu sóng radar, tàng hình plasma. đây cũng là một lý do tên lửa zircon có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar phòng không đối phương sẽ không thể phát hiện ra tín hiệu của nó hoặc chỉ phát hiện ra khi tên lửa đã ở cự ly gần, nên không còn kịp để triển khai các đánh chặn. Có một cách phí von để ấn tượng đối với tốc độ của tên lửa này là đối phương sẽ không phát hiện tên lửa G con trên hệ thống radar mà chỉ có thể nhìn thấy nó xuất hiện từ đường chân trời và có lẽ đó sẽ là hình ảnh huy hoàng cuối cùng mà kẻ thù có thể nhìn thấy. Hồi đầu tháng 9, trang Popular Mechanics đưa tin ở trình độ công nghệ hiện tại, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ và các nước phương Tây sẽ chỉ có khoảng 20 giây để bắn hạ một vật thể bay siêu thanh gần như không có đủ thời gian để người chỉ huy tàu phòng ngự hiểu được điều gì đang xảy ra. Chưa nói đến việc tên lửa bắn hạ tên lửa siêu thanh đang bay tới, trang Popular Machinist viết. Vào tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin từng chính thức giới thiệu tên lửa Zircon và hé lộ nó có thể bay với vận tốc mét 9, tức là khoảng 11.000 km h thậm chí mà mét 10, và tầm di chuyển lên tới 1.000 km, gấp đôi so với các tên lửa cùng loại của Mỹ và phương Tây. Vận tốc cực cao của 3M22 Zikon không chỉ giúp nó khó bị đối phương đánh chặn mà cũng giúp tăng sức mạnh tàn phá của tên lửa khi va chạm vào mục tiêu. Theo tính toán, một tên lửa nặng 2 tấn bay với vận tốc 2,5 km trên giây như 3M22 Zikon sẽ tạo ra động năng đạt tới 12,5 tỷ Jun, tương đương với sức nổ của 2,7 tấn thuốc nổ TNT. Động năng này có thể bẻ gãy đôi hoặc làm hư hại cả một tàu sân bay cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của tên lửa chưa phát nổ. Như đã biết, Saudi Arabia vẫn cáo buộc Iran là tác giả đã thực hiện cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Aramco của họ vào hôm 14 tháng 9 và họ tuyên bố sẽ thực hiện hành động trả đũa. Tuy nhiên, có một vấn đề cần lưu tâm ở đây, đó chính là Saudi Arabia đang tỏ ra thiếu vũ khí cần thiết để có thể xuyên thủng lưới lửa phòng không dày đặc của Iran. Mặc dù không quân hoàng gia Saudi Arabia là lực lượng khá mạnh, Tuy nhiên, nếu áp sát mục tiêu trong đất Iran để ném bom hay bắn tên lửa tầm ngắn thì họ sẽ phải hứng chịu thiệt hại khá nặng nề. Chính vì vậy, trong tình cảnh này, Saudi Arabia rất cần sự trợ giúp từ đồng minh lớn nhất là Mỹ và họ không phải chờ đợi lâu, Washington đã có ngay động thái cụ thể. Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố việc ký kết hợp đồng bổ sung với tập đoàn Boeing để khôi phục dây chuyền sản xuất tên lửa tấn công phóng từ trên không Slammer nhằm cung cấp cho đồng minh Saudi Arabia. Hợp đồng sẽ cung cấp cho Riyadh tổng cộng 650 tên lửa AGM-84H Slammer, tên lửa tấn công ngoài tầm phòng không điểm được mở rộng tầm bắn để tích hợp vào tiêm kích F-15SA. Tên lửa đa năng AGM-84H Slammer là một cải tiến sâu từ tên lửa chống hạm AGM-84H để cạnh tranh với GASSM của Lockheed Martin, MBDA Storm Shadow và EADS Tarus 350 của châu Âu. Được biên chế từ năm 2000, Slammer là tên lửa tấn công mặt đất tầm xa chủ yếu của tiêm kích hạng FA18, ngoài ra còn gắn trên chiến đấu cơ đa năng F15E hoặc F16 được trang bị một động cơ phản lực, tên lửa Slammer nặng 635kg và có thể mang đầu đạn nặng 226kg đi xa 280km với tốc độ cận âm. Điều thú vị là nó có thể tiếp nhận dữ liệu về vị trí mục tiêu kể cả khi đã phóng thông qua hệ thống IFFT và kết nối với video chỉ khi đến gần khu vực mục tiêu đã được đánh dấu, Slammer mới kích hoạt cảm biến ảnh nhiệt, sử dụng thuật toán so sánh hình ảnh được cung cấp trước khi phóng với thực địa để xác định vị trí hợp lý chờ lệnh công kích. Chính lúc này, phi công có quyền thay đổi lệnh công kích nếu cảm thấy không ổn hoặc chẳng làm gì để tên lửa AGM-84H Slammer tự động lao vào mục tiêu. Ngoài ra, thông tin mục tiêu cũng có thể gửi lại từ Slammer để chia sẻ cho các máy bay khác hoặc UAV giúp khả năng gây thiệt hại cho lực lượng đối phương nhờ được trang bị bộ tìm kiếm hình ảnh nhiệt hệ thống dẫn đường quan tính hiệu chỉnh theo dữ liệu theo Navstar và ATA xác định mục tiêu tự động cho giai đoạn cuối chuyến bay Maslamer được đánh giá là tên lửa có độ chính xác cao nhất của Mỹ vũ khí này có thể sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho lực lượng phòng không Iran nếu được kết hợp với tiêm kích F-15SA cực kỳ tiên tiến của Saudi Arabia trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn các tàu chở dầu, tàu chiến hay cơ sở lọc hóa dầu nằm của Iran nằm sát bờ biển có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu Saudi Arabia quyết định tung bộ đôi tiêm kích F-15SA và tên lửa AMG-84H Slammer vào trận. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.